Xin chào các bạn, mình là Miền, công tác tại nha khoa đặng xá Dental. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một chủ đề chính là tầm quan trọng của răng hàm cũng như việc tác hại của việc mất răng hàm và phương pháp xử trí nếu chẳng may bạn rơi vào tình trạng bị mất răng hàm thì có những phương pháp xử trí nào là tối ưu nhất. Thì đầu tiên chúng ta sẽ ngồi chia sẻ với nhau về chủ đề về tầm quan trọng của răng hàm. Một bộ răng của con người hoàn chỉnh sẽ gồm có 32 chiếc răng chia thành các nhóm chính, đó chính là nhóm răng cửa, nhóm răng nanh, nhóm răng hàm nhỏ và nhóm răng hàm lớn. Nhóm răng hàm lớn tính từ 3 chiếc răng hàm từ phía trong, tiếp theo là 2 răng hàm nhỏ. Vậy thì tính tổng trên 4 cung răng, chúng ta sẽ có tổng tất cả là 12 răng hàm lớn và 8 răng hàm nhỏ. Vậy thì cấu trúc của răng hàm cũng giống như tất cả các răng khác, sẽ gồm 3 phần đi từ ngoài vào trong. Tính từ ngoài sẽ là lớp men răng, sau đó tính đến lớp ngà răng và lớp tủy răng. Cấu trúc của răng chính là các phần xương nhỏ cắm chặt vào hốc của răng hàm. Vậy thì cấu tạo của răng sẽ gồm có 2 phần. Phần thứ nhất đó chính là phần thân răng, các bạn sẽ nhìn thấy bằng mắt thường khi mà quan sát ở trong khoang miệng của bệnh nhân. Phần thứ hai chính là chân răng. Chân răng là cái phần cắm chặt vào trong xương hàm. Vậy thì răng hàm trên thường sẽ có 3 chân răng, răng hàm dưới thì sẽ có 2 chân răng. Vậy thì vai trò của răng hàm sẽ là như thế nào? Răng hàm có một vai trò rất sức mà quan trọng trong vấn đề ăn, nhai và nghiền nát thức ăn. Hơn thế nữa, răng hàm còn có một vai trò trong vấn đề thẩm mỹ cũng như là quá trình phát âm, giúp cho quá trình phát âm được tròn vành rõ chữ cũng như là khuôn mặt được cân đối hơn. Vậy răng hàm nó có vai trò quan trọng như vậy thì nếu vì một lý do nào đó mà bạn bị mất răng hàm thì sẽ có những phương pháp như thế nào để xử lý tình trạng mất răng? Chẳng lẽ các bạn cứ để răng hàm đó mất theo năm tháng chăng? Vậy thì hiện tại có 3 phương pháp để xử lý tình trạng bị mất răng hàm. Phương pháp thứ nhất chính là người ta sẽ làm một cái hàm tháo lắp. Hàm tháo lắp thì có 2 loại, chính là bán phần và toàn phần. Chất liệu của hàm tháo lắp chính là nhựa sinh học, tốt cho sức khỏe. Thứ hai là chi phí thì thấp. Tuy nhiên nhược điểm của cái hàm tháo lắp này, việc đầu tiên chính là nó gây rất là bất tiện. Khi các bạn phải ăn thì phải tháo ra, lắp vào và vệ sinh. Điều thứ hai đó chính là tuổi thọ của nó thì chỉ có kéo dài từ 3 đến 5 năm và nó có khả năng là gây hôi miệng. Bởi vì sao gây hôi miệng? Vì là cái hàm tháo lắp đấy nó không có khả năng là ôm khít chặt vào trong lợi của bệnh nhân thì nó sẽ có nguy cơ là rắc thức ăn cũng như là vi khuẩn nó đọng lại đấy, thì cái việc gây hôi miệng. Cái phương pháp thứ hai để giải quyết cái tình trạng bị mất răng đó chính là làm cầu răng sứ. Vậy thì cầu răng sứ thì ưu điểm của nó thì nó sẽ tốt hơn so với hàm tháo lắp, vì là sẽ cố định ở trong xương và răng của bệnh nhân, không mất cái thời gian là phải tháo ra lắp vào, không gây tới tình trạng bị hôi miệng. Tuy nhiên thì cầu răng sứ thì có một cái nhược điểm lớn nhất chính là hai cái răng mà để làm trụ cho cái răng đã mất đấy thì phải đảm bảo là hai cái răng đấy thật khỏe mạnh, không mắc các bệnh lý về răng miệng. Và khi mà làm cái cầu răng sứ đấy thì bác sĩ sẽ phải tiến hành xâm lấn vào hai cái răng khỏe đấy, tức là sẽ tiến hành phải mài cái răng đấy. Thì khi quá trình mài răng đấy thì sẽ gây cảm giác rất là khó chịu, và cái răng đấy vì cái răng còn sống, sẽ tủy nó vẫn còn sống như thế thì quá trình mài là gây là khó chịu. Thì chi phí của cái làm cầu răng sứ thì nó đắt hơn rất nhiều so với cả hàm tháo lắp, cộng với tuổi thọ của cầu răng sứ thì có cao hơn so với cả hàm tháo lắp, thế là trung bình từ 10 đến 15 năm. Cả hai cái phương pháp làm hàm tháo lắp cũng như là cầu răng sứ thì đều có một nhược điểm lớn nhất không giải quyết được, đó chính là không giải quyết được vấn đề tiêu xương. Thế thì có một phương pháp giải quyết được hoàn toàn triệt để vấn đề tiêu xương, đó chính là cấy ghép implant. Cấy ghép implant là gì? Tức là khi bạn bị mất cái răng hàm đấy, người ta sẽ dùng một cái trụ đấy có chất liệu bằng titanium, có khả năng tương thích sinh học. Tương thích sinh học là gì? Là có khả năng tích hợp vào trong của xương người. Thì người ta sẽ cấy cái trụ vào trong xương của bệnh nhân, sau từ 3 đến 6 tháng đấy thì cái xương đấy nó tích hợp vào trong xương của mình rồi, các bạn đấy sẽ được lên cái răng ăn nhai ở mặt trên, đó chính là cái phần thân răng. Thế thì nhược điểm của cái phương pháp cấy implant này là gì? Nhược điểm duy nhất của cái phương pháp cấy implant này chính là chi phí có cao hơn so với cả hàm tháo lắp cũng như cầu răng sứ. Và một đặc điểm lớn nhất nữa là yêu cầu trình độ chuyên môn cũng như là trang thiết bị của một nha khoa đấy phải thực sự là đảm bảo về trình độ chuyên môn cũng như là kỹ thuật cũng như là trang thiết bị thì mới có thể tiến hành cấy ghép cho bệnh nhân được. Đối với những trường hợp mà bị mất răng lâu năm dẫn đến tình trạng tiêu xương rồi, không thể làm được hàm tháo lắp cũng không thể làm được cầu răng sứ thì implant có thể giải quyết được. Các bác sĩ sẽ tiến hành cấy ghép
cấy ghép, tức là có cả ghép bột xương, ghép cả màng xương, sau đó thì người ta sẽ cấy cái trụ răng vào đấy, thì là cái vấn đề mà mất răng của bạn hoàn toàn được giải quyết. Những tình trạng mà bị mất toàn hàm không thể làm được hàm tháo lắp trên dưới, thì người ta sẽ cấy ghép Oral 4 và Oral 6 để giải quyết được tình trạng mất răng toàn bộ như thế. Vậy thì nếu bạn gặp phải tình trạng mà bị mất răng mà đang chưa biết có những cái phương pháp nào phù hợp với cả mình, thì hãy đến nha khoa Đặng Xá để được các bác sĩ thăm khám cũng như là đánh giá tình trạng mất răng của mình, tình trạng xương, tình trạng răng, để đưa ra được những cái biện pháp, những cái phương pháp làm cho bạn phù hợp với cả điều kiện kinh tế cũng như điều kiện sức khỏe của bạn. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe những chia sẻ của tôi. Chúc các bạn sẽ luôn có một sức khỏe răng miệng thật tốt. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào.